Lô, ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải của mình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ sau đồ của một trong những cầu thủ Thúy Yên tăng trưởng môn tháng 8 vừa rồi của mấy chủ S10 đã danh kỳ sở như nào. Và ok, và bây giờ chúng ta cùng xem sơ qua thôi. Sau khi lên tăng trưởng môn thì này đã có cho mình một vòng xanh phía dưới khá đẹp mắt anh em ạ. Và trên đầu chúng ta đã thấy thì đó là có dòng Thúy Yên tăng trưởng môn. Cho nên cùng nhìn sơ qua và dòng danh uy thiên hạ là dòng này là như là dòng đua top top 2 như nào, top 2 cá nhân vừa rồi. Và ok, chúng ta cùng xem sơ qua sơ đồ của cầu thủ tăng trưởng môn Thúy Yên tháng 8 rồi gồm những vật phẩm gì nha mọi người. Ok. Và đầu tiên thì anh em nhìn sơ qua thì này đang có cho mình đó là một set ăn bang. Chúng ta cùng nhìn xem. Một set ăn bang hòn Mỹ, set ăn bang hòn Mỹ gia diện kháng cả 17, kháng lôi 8. Một ngọc bội, ui, ngọc bội khá đẹp anh em ạ. Một ngọc bội kháng tất cả 5 hòn Mỹ luôn. Kháng độc 26 và nội lực 183. Một cụm nhẫn kháng banh 30, max option nội lực. Một nhẫn kháng hỏa 30, max option nội lực. Đó. Tính ra set ăn bang này khá dữ anh em ạ. Xét đồng bàn này nhớ không lầm, xét đồng bàn này cao thủ này vừa mở top 2 ra luôn nè mà. Vừa mở top 2 cá nhân nha nè. Top 2 đồ top cá nhân vừa rồi. Thì cái cặp nhẫn này thì vừa đổi rồi. Cặp nhẫn chắc là hơi hơi thấp nên là thấy lấy cặp nhẫn đẹp hơn. Nhìn sơ qua thì sơ bộ ăn bàn này hơn 10 triệu nè mà. Bộ ăn bàn này hơn 10 triệu Việt Nam đồng nha nè. Tầm này thì bộ hồng bẫy nó có rất là có giá trị nha nè. Nó hơn 10 triệu Việt Nam đồng. So với hiện tại thì khả thấy khá hợp lý nè mà. Một cặp bội mắt option kháng cảnh 5 này, mát 30 30, cặp nhẫn này thường thôi nhưng mà được hiểu mát 30 nha nè. Giá truyền hồng Mỹ 17 8. Rồi tiếp tục ta nhìn sơ qua đó là có một cây vũ khí vàng, đó là một cây vũ khí Bích Hải Ngưng Liên Hoàng Đao. Cây vũ khí này nhớ không lầm là một trong những giải đấu song thiệt sát thủ vừa rồi là top 2 nè mày, và nhận được một vũ khí hoàng kim môn phái Râm Đum chọn chọn nhưng mà Râm Đum option nha nè. Và cao thủ Huỳnh Ca đã chọn cho mình một cây Bích Hải Yên Ương Liên Hoàng Đao. Khá may mắn là cái này vừa đặt móc 101 luôn mà. Quá dữ luôn nha anh em. Trung bình thì con Thúy Yên này cái tiếng Anh của nó thì lên 65 tốc độ nội công thì kèm với cái này 37. 65 tốc độ nội này, 65 tốc độ nội cộng với cái này 37 thì tương đương ạc này đã đạt 101 luôn nha anh em. Nếu mà đi đánh giải này nọ thì không cần phi phong này nọ thì ạc này vẫn đạt 101, quá dữ nha anh em. Đó. Rồi. Một cây này thì khả không biết mua bao nhiêu mà khả nghĩ chắc hơn 15 cho đến 20 củ nha anh em. 15 cho đến 20 củ Việt Nam đồng. Còn cây mát option thì server này cũng biết rồi, một cây mát option như cái đao xuân tinh hoặc là đao tứ không mát option thì trị giá server này lên đến từ 25 cho đến 35 triệu tùy người bán người mua nha. Đó. Rồi tiếp tục sử cho mình một cái đai tơ hoàng, thời gian 549, thủ lý 30, chí mạng 6%, khá dữ và phong hoa tiết nghiệt một cấp. Cái này cái đai lưng này, đai lưng thí nhân đao nha mọi người, nhưng mà được hiệu ứng là phòng thủ và thời gian chậm và tấn công chí mạng khá là chất. Tiếp tục là một cái áo Newton, cái này có một cấp kháng độc 22, sinh lực 129. Cái đai lưng này thì server này giá khoảng tầm 2 cho đến 3 triệu nha nè, tùy theo người bán người mua. Còn áo Newton này server khoảng tầm khoảng hơn 1 triệu nha mọi người, hơn 1 triệu sẽ có được một áo Newton như thế này. Và cái vũ khí này thực sự là không phải nói nữa mà, đạt móc 101 rồi. Và có thiên sông đao 2 cấp và băng cốt tiết tâm 1 cấp, nói chung là mấy cái skill hơi min nhưng mà được cái bù lại tốc độ đạt 101 là quá đẹp rồi. Một cái nón kháng hỏa 25 chống 40 sinh lực lực. Một cái tên thủ lý 25 chậm 40 sinh lực lực. Một đôi giày kháng lôi 30 tốc 40 sinh lực lực. Tính sơ qua thì này chỉ có mỗi cái đôi giày này có kháng lôi thôi mà. Còn lại thì lượng kháng lôi trên người này nó khá là thấp nha nè. Đỡ mà nói thì ạc này mà gặp võ đan chắc cũng bỏ chạy đó nè mà. Chung mà cũng khó mà đánh võ đan tầm ngang cỡ thì sự khó mà đánh. Chung với một món kháng lôi như thế này thì khá là yếu. Một cái chuyện kháng kẻ 17 trung bình thì ạc này chắc cũng dư tầm khoảng hơn 30 kháng lôi thôi, không có nhiều đâu, không được mát đâu. Rồi anh em theo dõi video đừng quên đó lại cho cao thủ Huỳnh Ca này một là like chia sẻ hỗ trợ nữa mọi. Và sau khi lên tăng trưởng môn thì ạc này đã có cho mình một ấn tín kháng tất cả 5 và tăng cho mình một skill 9x băng tung nhu ảnh hoặc là băng tâm tiên tử một cấp nữa mọi. Mỗi skill đao hoặc trưởng đều có một cấp và một con ngựa thối phiến phi dân kháng tất cả 4. Đó là phần quà tăng trưởng môn này nè, gồm con ngựa này và cái ấn tín này, hạn sử dụng hơn 20 ngày nha mọi người. Đó, nói chung sau khi lên tầng trung môn anh em thấy Huỳnh Ca khá đẹp. Và chúng ta nhìn điểm sơ qua thì Huỳnh Ca đang có cho mình là một cái năng phi phong cũng có, một cái năng phi phong cũng có từ một cấp từ phi phong này, một cái áo cái năng cũng có một cấp từ áo phi phong là 2 này, càng khôn trên đầu là càng khôn 2 nữa là 4 kỹ năng cũng có này, kèm với kim tiên phong trên đầu nó là có 5 kỹ năng cũng có nè, 5 kỹ năng cũng có. Đó là hiện tại skill 9x sẽ có 5 skill và cộng với một skill từ ấn tín nữa thì ạc này sẽ có là 26 skill 90 nha nè. 26 skill 90 nha mọi người.
Đó, 26 trừ 90. Quá dữ luôn. Với như thế này thì ạc này khả nghi lực tây phải trên dưới gần 17 cho đến 18k lực tây này mà. Này vào tổng kim đánh nhất cái nách luôn này mà. Đó mà tính sơ qua tổng set đồ này thì khả nghĩ thì với cái lượng đồ như thế này thì set đồng bang trên 10 triệu cái vũ khí này khoảng tương đương 15 cho đến 20. Thì chúng ta cho 30 là kèm ra lưng này cho 30 triệu đi. 30 triệu áo này 31. Trung bình thì ạc này trên 30 triệu này mà. Trên 30 triệu nha nam. Nói chung là đỡ mà nó sở hữu một ạc khủng tầm như thế này thì bỏ ra chỉ giá trị cũng khá là cao chứ không hề thấp nha nam. Rồi. Cảm ơn em đã theo dõi video của sao đồ thứ nhân tăng trưởng môn này và đừng quên đó lại cho cầu thủ Huỳnh Ca một like chia sẻ ủng hộ cho em ơi. Với lượng 26 triệu 90 như thế này thực sự cầu thủ Huỳnh Ca được tay khá là to nha nam. Khả nghĩ trên dưới phải gần 20k được tay ấy, nghĩ đâu. Tại vì con thiên được tay sao bên này to lắm này mà, thiên trưởng được tay to lắm. Đây đang đi hướng thiên trưởng nha mọi người. Quá dữ, bên tâm tiên tử. Rồi. Anh em theo dõi video đừng quên ủng hộ cho Khải cũng như là Huỳnh Ca một like sẽ hỗ trợ em ơi. Và kính chúc anh em một ngày mới xem video vui vẻ nha. Và đừng quên xem live trực tiếp của Khải vào lúc 11:50 cũng như là 19:50 hàng ngày nha em ơi. Khải live 20 giờ nha em. Và những video ngắn thì Khải sẽ up trên kênh vào lúc 11:15 hàng ngày vào buổi trưa nha. Ok, kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ. Bye bye. Quá đẹp này mà.